Cơm mũ phải không? Chứ cái gì? Đâu, cái mặt mắt. Cái mặt phải. Sáng thì đến trưa luôn hai cô chú. Trưa thì bắt đầu từ 14 giờ. Ngày mới tổ nhỏ xin kính chào các cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ tổ nhỏ đang có mặt ở cầu Tri Thủy thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Ở đây người ta gọi là đầm Nại. Phải nói là phong cảnh, cảnh sắc thiên nhiên ở đây rất là tuyệt vời luôn cô chú. Núi non bên kia nó bao trùm lại xung quanh cái khu vực này. Đó, mình cảm giác là như vậy. Và tàu ghe của bà con cũng đang neo đậu phía trước kia. Thì bên cạnh kia đó cô chú là có một cái khu chợ Nại. Người ta hay người ta còn gọi là chợ Khánh Hải. Khu chợ này trước giờ thì cũng khá là nổi tiếng. Vị trí tụi nhỏ đang đứng là cầu Tri Thủy. Còn phía bên kia mình từ khu chợ mình chạy đi tới nữa ha, thì sẽ có cầu Ninh Chữ ha cô chú ha. Phải nói là khu đầm Nại rất là đặc biệt luôn. Nằm ở giữa hai bên cầu. Khu chợ này cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 7 cây số thôi. Cho nên nếu mà cô chú anh chị mình mà có đến đây mà tham quan du lịch á, mình dành ít thời gian đến đây để mà mua sắm hải sản nè, hải sản tươi, hải sản khô và có cả những cái đặc sản nữa. Phải nói đây là một cái khu chợ khá là nhộn nhịp, hải sản rất tươi. Tại vì bà con mình đánh bắt trong ngày về á cô chú. Thì bây giờ tổ nhỏ sẽ di chuyển vào phía bên trong đó ha cô chú ha. Phía dưới đây thì có ba anh đang câu cá ha. Bắt cái gì vậy mấy đứa? Có ghe nhỏ dễ thương chưa? Cái gì vậy con? Cá gì con đó? Cá mú. Cá mú phải không? Chứ con cá gì? Cá mú chứ cá gì? Phong cảnh rất tuyệt đẹp luôn á. Phía trên các cái dãy núi là có hình như có mấy cái ngôi chùa trên đó phải không con? Dạ. À, nhiều ở chùa ha. Rất đẹp luôn. Giờ này là 9 giờ rồi. Hiện tại bây giờ tụi nhỏ đang có mặt ở khu vực chợ Nại, thuộc cái khu đầm Nại của tỉnh Ninh Thuận nha. Ở đây người ta còn gọi là chợ Khánh Hải, thị trấn Khánh Hải. Bây giờ là 9 giờ 15 rồi cô chú. Nếu mà mình đến vào buổi sáng sớm khoảng 7 giờ 8 giờ thì cái không khí nó sẽ đông hơn. Hiện tại bây giờ tụi nhỏ thấy cũng có nhiều xe du lịch người ta neo đậu phía trước đây nè. Nói chung bà con mình du lịch đến đây thường ghé lại cái khu vực chợ Nại này để mà mua hải sản một chút. Thì ở đây thì hải sản chủ yếu là bà con mình đánh bắt trong ngày rồi người ta đưa lên á, cho nên là tươi lắm. Cá đâu mà to dữ nữa. Trời ơi, cá mú. Ủa, quá xá luôn. Trời ơi, cá mà to dữ nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhồng, cá thu hay gì, cá cam, cá cam, cá mú nè, cá cam, mú luôn, cá kia cá gì, à, cũng biết đó, chỉ biết cá cá mú thôi nè, còn cá kia cái gì? Cái này là cái gì? Cá này đâu ăn? Đây nè, đấy cá. Còn đây là chân. Còn em không biết, em không biết. Không biết à? Mấy người biển hả? Bây giờ mấy em đây chụp 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 con sát này, nhà bà con cũng quá trời luôn. Con như mua ký tôm không? Trình nghĩ là con lấy nhũ hả? Dạ lấy nhũ. Con Trình lấy nhũ lắm mà. Cá to lắm. Lấy một con lớn hả? Ừ, cho con. Ừ, luôn mà lông cá mập nè, trời cá to lắm cô chú ơi, nhìn thấy đã lắm. Ở bên kia là chợ Nại nha, chợ Nại. Một lát nữa mình sẽ đi vào trong đó cô chú. Cá mú. Cái con kia nó giống con cá mập. Cá mập á. Cá mập ha. Bị nào của em không? Là 150 là cái này là 170 nữa. Bây giờ tụi nhỏ di chuyển sang cái lối bên đây đi thẳng vào luôn của chú nha. Rồi xác mình là một lát mình đi qua ra lại. Ở đây hải sản tươi lắm. Dạ được. Dạ dạ. Mực. Ốc sò. Cá to rồi chứ. Bên này có cá ngừ. Dạ, không biết cô nào luôn, nó lấy cô làm đây.
hơn 9 giờ cũng đông ghê ha. Ô cá kình. Cá kình cá bảy trầu. Dạ được. Con mừng má à. Vậy lấy làm gì 4 năm con? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Quá đông luôn rồi chứ. Năm đèn nữ qua này. Bên đây ốc sò, ốc hương, càng cấm đấm. Cá tươi ha, cá ốc sò quá nhiều luôn ơi chú. Ủa cá bự dữ nè. Cái này cá, cá ngừ. Ủa cá cam chứ, cá cam. Cá thu rồi. Cá to rồi ha. Đây có ốc sò cá mú nè. Đồ tươi không dễ nè. Ui mình đây mực đấy. Di chuyển vô phía trong đây luôn. Ồ. Cá thu cá ngừ. Làm vơi hỏi xem. Quá trời hải sản luôn, nhiều loại lắm cơ chứ. Ồ. Cá bóp à, trời cá bóp to chưa. Cá thu. Cá ngừ, cá cam. Cá rẻ, cá hải sản rẻ lắm cô chú. Trong đây hình như người ta bán đồ khô sao đó. Ừ, trong đây bán đồ khô nhiều hơn ha. Còn phía trong hình như là rau hành. Bữa nay đi xa đổ có đâu. Từ gói luôn. Như vậy là hải sản được bày bán phía trước đây, cái lối đi vào đây. Ủa, bên đây có tôm hùm nữa. Bực nang. Nói chung phía trước và cũng như là cái lối này người ta che dù mấy cái dù phía trên này cô chú.
Rồi, bữa nay mình đi vào phía trong đây đó để quan sát luôn, tham quan luôn. Ồ, chợ rộng chứ. Lúc trước tổng nhỏ đến thì chỉ di chuyển phía trước khu vực bán hải sản đó thôi. Nhưng mà hôm nay thì mình đi vào khu vực phía trong luôn. Đông quá, xá đông luôn cô chú. Trong đây cũng có hải sản nữa nè, hải sản tươi nè. Hàng quán nhiều quá, đầy đủ đồ hết ha. Như vậy mà khách du lịch mà đi du lịch mà đến đây tham quan, dành ít thời gian ra chợ đây mua sắm này nọ cũng thú vị, cũng hay. Chợ này sâu dữ hả? Công nhận khu vực chợ này rộng, quá rộng luôn. Rồi bán trái cây, nói chung hàng thịt hàng trái cây nó lẫn lộn ha, xen kẽ. Tính ra chợ này cũng bán nhiều đồ lắm cơ chú. Đó, mình đi xung quanh cái khu vực chợ ha, để quay lại cái không khí chợ của bà con mình ở Ninh Thuận á. Chợ nại ha cô chú ha. Đó, khu vực hải sản này người ta bán bên kia ha. Còn bên đây thì không biết cái đường cái lối đi hay sao á nè. Bên đây người ta cũng buôn bán những cái quán nhỏ lẻ, trái cây nè, tất cả hải sản nữa, được thịt thà, có tạp hóa nữa nè. Ở xung quanh đây là các quán tạp hóa nè, bán quần áo, nệm, giày dép có hết ha. Chi lương. Chung mà mình đi mà mình khám phá, có thời gian mình khám phá thì mình thấy nhiều điều nó hay ha cô chú. Cũng đã đến một lần rồi nhưng mà không ngờ đây là đi vào phía trong khu vực sâu trong đây thì thấy bà con mình buôn bán rất đông luôn. Phía trước thì tụi nhỏ thấy khu chợ này cũng có xây mấy cái ký ốt á. Đây thì nó hơi vắng ha, nói chung cái lối đi nè. Mình giờ di chuyển ra khu vực phía trước lại, thì lúc nãy tụi nhỏ mới đi vào trong một cái lối thôi, là bà con mình bán hải sản thôi. Chứ thực chất ra thì khu vực phía trước đó hải sản tập trung đông lắm. Như ban đầu tụi nhỏ nói ha, hải sản chủ yếu bà con mình đánh trong ngày á, được người ta đưa lên phục vụ cho bà con khách du lịch luôn. Cá, cho nên là cá mắm hải sản là tươi lắm. Khu chợ này thì cũng rất là nổi tiếng. Bà con mình du lịch đến đây
ngoài cái việc mà mua sắm hải sản ra thì còn có thể là chiêm ngưỡng cái cảnh sắc thiên nhiên ở nơi đây ha. Phải nói rất là thơ mộng luôn. Rồi mình hòa vào cái không khí nhộn nhịp của bà con xung quanh đây. Đó, trước đây có mấy quán rau hành. Đó, đi lại mấy quán rau hành ha. Lúc nãy là tổ nhỏ đi lối bên kia. Đó, bây giờ mình đi lối bên đây. Đó, rau củ rất nhiều luôn. Rau tươi lắm. Đó, đứa nhỏ đi tham quan một vòng cũng gửi đến cô chú anh chị mình cái không khí khu vực chợ nại luôn ha. Đó, bây giờ đó, mình đi ra lại cái lối ban đầu qua bên đây rồi tiếp tục mình bắt cặp hải sản ha. Wow, quá xá luôn. Cá đuối à, cá trình. Cá bớp bên đây nè. Dạ 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 cảm ơn chị. 120 ghế. 120 một thao ghế thấy rẻ hơn luôn á chứ. Ghế nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó cứng chắc lắm, ăn ngon lắm. Chưa chắc mà ghế to mà ăn ngon qua nó nha cô chú nha. Hải sản nha. Úi, cá quá xá luôn. Cá thu, cá thu. Tụi nhỏ đi qua khu vực phía bên đây nè cô chú. Cánh đục nhỏ nhỏ nhìn thấy đã lắm. Cái này kho lên nấu canh lên cũng được. Nói chung sống ở đây gần cần ra chợ mua hải sản thấy thích ha. Cá đuối nhỏ nhỏ nướng lên, chiên lên cũng được. Cá hố. Khu vực chợ này là sáng cho đến trưa luôn ha cô chú. Trưa thì bắt đầu từ 14 giờ cho đến chiều tối luôn, 5-6 giờ á. Bên đây bán đắt kìa luôn nè. Nói chung bà con mình là trải mấy tấm bạc phía dưới nè, bán từng mớ nhưng mà thật sự là cá tươi không. Đó, nói chung phục vụ cho bà con mình cũng như là khách du lịch đến đây. Cá nào cũng có hết ha. Chợ này, chợ này quá đông luôn, chợ này hải sản quá tươi. Bà con mình du lịch đến đây tham quan đi chợ mua hải sản về làm quà cho gia đình. Quá cá.
cá chim, cá chim, cá phèn, cá trình. Dạ dạ rồi, 40-50 cá tươi tươi không, kích cỡ cũng lớn ha. Cái chai mà dạo này thấy nó to to. Có bự ăn có nhỏ. Dạ dạ rồi. Cá chim, cá chim, cá thu, cá nục. Đủ kích cỡ rồi các bạn. Ôi hào à. Đó, thì đây là khu vực phía trước ha. Nhỏ mới đi trong đó ra đó. Bên đây có mấy cái ốt nè. Yeah. À, ở phía trước đây thì bán hải sản có, rau hành cũng có, hào, rồi à, mấy cái đặc sản á, như là tỏi hành nè. À. Đây là những cái đặc sản vùng quê ha. Trời ơi, mấy bịch tôm, mấy bịch tôm luôn, mới luộc lên của chú, con nào con nấy ế ế luôn à. Đó, khách du lịch ở đây cũng đông lắm, người ta di chuyển để mua hải sản. Đó, xung quanh đây là bán nước giải khát ha. Nói chung là mấy kia ốt này chắc là người ta làm lên cho thuê lại một chút. Đó, buôn bán xung quanh đây. Đó, thì đò nhỏ cũng xin phép dừng lại tại đây ha cô chú ha. Thì đây chính là cái khu vực chợ Nại, thuộc cái khu đầm Nại đó. Phong cảnh rất là hữu tình luôn, núi non biển cả. À, giờ này là lúc nãy chúng nhỏ đến là 9:15 chứ thực sự mà đến sớm trong tầm khoảng 7-8 giờ ha, bà con mình chắc chắn là sẽ rất là đông nhộn nhịp lắm. Đó, thì tổng nhỏ xin phép dừng lại hai cô chú ha, bye bye và hẹn gặp lại.